Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hiện giờ là 6 giờ 30 phút sáng giờ của tiểu bang New Mexico. Tôi đang trú xứ tại chùa Vạn Hạnh. Như thường lệ thì chúng ta cùng tiếp tục gặp nhau và chia sẻ nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 82. Kỳ thứ 82 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta tiếp tục đi nghe cái phẩm gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát, hay còn gọi là Phổ Môn Phẩm. Cái phẩm này đi tới đi lui, đi đi rào trước đón sau rất là nhiều để cho đại chúng không có cảm thấy gọi là nó ngỡ ngàng. Thưa chư huynh đệ, là bởi vì xưa nay tuyệt đại đa số với Phật tử trên tinh thần tu hành theo cái hệ phái Bắc Tông gọi là Đại Thừa Phật Giáo đó, thì đại đa số coi như là có một cái đức tin, có một cái lòng tin, thậm chí có cái niềm tin đối với Quán Thế Âm Bồ Tát, đức tin, lòng tin, niềm tin gì đó đặt rất là nặng nề, kính quý, tin tưởng ở vị Bồ Tát tên là Quán Thế Âm. Cho nên cái vấn đề mà đại chúng coi như là khi chúng ta đặt một lòng tin, niềm tin, đức tin nào đó cho ai đó, cho vị thánh hiền nào đó, thậm chí cho một vị người nào đó, mà nếu chúng ta đặt quá sâu sắc, mà nếu mong cầu được vừa ý ấy, thì coi như chúng ta vui vẻ, chúng ta hoan hỷ. Còn nếu chúng ta mà đặt cái niềm tin, đức tin, lòng tin, mà nếu mà cái gì đó không có vừa ý ấy, chúng ta sẽ phiền lụy khổ đau. Mà trong cái bát khổ của nhà Phật có nói rằng có cái câu là cầu bất đắc khổ. Mà cái bài qua tôi nói là cái câu chuyện xưa kia ông bà mình đã từng nhắc nhở cho nhau nghe đó, cái câu chuyện mà ôm cây đợi thỏ đó. Thì có một cái việc tình cờ là cái con thỏ nó chạy ngang gốc cây, nó đâm đầu, nó chết bởi vì bị con nai con hươu gì đó coi như là dí nó quản hồn, nó chạy đâm đầu vào gốc cây nó chết. Vì mà cái anh chàng nông dân này cứ ngày nào cũng ra ngồi gốc cây để chờ chờ để lượm xác thỏ, để lấy được thịt thỏ. Đây là một điều đáng tiếc cho những người đặt quá trớn, đặt cái niềm tin, cái lòng tin, cái đức tin mà trên con đường tin cái kiểu mê tín, tin theo kiểu huyễn hoặc quan đường. Cũng như mà ta tình cờ ta liệng một cái cục đá xuống sông, vô tình có một lần nó trúng vô cái đầu con cá, nó dậy nó chết. Vậy thì ta cứ ngày nào cũng ra bờ sông cầm đá liệng đá xuống sông để lượm cá về ăn. Thì như vậy chúng ta thử suy nghĩ coi cái việc làm này nó có đem lại kết quả nhiều hay không? Việc làm này của cái người trí hay là của cái người gọi là người ngu muội? Và chúng ta muốn có cái kết quả cao thì chúng ta phải nghiên cứu, phải tư duy, phải học hỏi. Chứ không thể nào ta ngồi đó mà để chờ sung rụng.
cái kiểu mà xưa nay bữa nay nè, các chùa rần rộ, các nơi rần rộ tổ chức lễ hội Quán Thế Âm để thể hiện cái tinh thần yêu mến quý kính Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là cái phong trào tối nay là ngày mùng 10, 11 gì đấy, mà thật ra cái ngày 19 âm lịch, lấy cái ngày tháng 19 âm lịch của tháng 2, của tháng 6, của tháng 9 để làm cái ngày vía của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà cái cuộc sống bây giờ các chị biết đâu có ai mà rảnh rỗi mà được đi cái ngày trúng ngày đúng ngày đó, như ở Việt Nam mình có mấy bà cụ già rảnh rỗi, hoặc là người ta làm công việc gì đó người ta muốn nghỉ hồi nào nghỉ cũng có. Bên Mỹ, bên các nước phương Tây này coi như chỉ lấy ngày chủ nhật. Thế thì các chùa bắt đầu làm cái lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm từ khi đầu tháng, đầu tháng 9 cho tới thậm chí qua tới tháng 10 nữa cơ. Làm như vậy có phải rằng để thể hiện cái tinh thần kính quý Bồ Tát Quan Thế Âm không, thì mình cũng nên xét lại. Xét lại. Ngày Phật Đản, mùa Phật Đản cũng gọi là mùa Phật Đản. Rồi tới Vu Lan cũng gọi là mùa Vu Lan. Bây giờ tới ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm cũng gọi là mùa vía hay sao? mùa vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Lễ hội long trọng, tha thiết, đăng bảng quảng cáo khắp nơi, khắp xứ, khắp chợ, khắp ngõ ngách, các cái tiệm business. Rồi các thầy cứ giảng đi, giảng lại, giảng hết năm này tháng kia, cứ bao nhiêu đó, bao nhiêu đó để cầu nguyện, để giáng sinh, để mong được Bồ Tát Quán Thế Âm giáng ơn, giáng phước, cứu khổ, ban vui. Thật sự các Phật tử nên nhớ rằng với cái tinh thần đạo Phật, muốn vui là chỗ tâm chúng ta phải tạo cho được cái điều thiện. Tâm làm thiện, miệng nó thiện, ý nghĩ thiện, thì cái kết quả nó an vui, nó tự tại, nó an lạc, cái Bồ Đề, Niết Bàn sẽ tới với mình. Còn ngược lại cái tâm mình muốn vui mà cái tâm mình nó cứ nó rầy ra, nó cứ nó phiền não, nó cứ nó giận hờn, nó cứ nó gay gắt, thì làm gì mà ta có phước được là an vui. Vì vậy mà với tinh thần này tôi nhắc đi rất kỹ về Bồ Tát Quán Thế Âm. Chữ Bồ Tát nói theo cái kiểu của Ngài Kumala Thập Pháp Sư, gọi là cựu dịch, là cái người trước dịch, là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Cái người nào gọi là được gọi được tôn xưng xưng là Bồ Tát là người đó phải tâm hồn lớn, gọi là đại đạo tâm. Tâm hồn là rộng mở để thành tựu cái lợi ích cho chúng sanh, gọi là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh thì gọi là Bồ Tát. Rồi tới đời của Pháp Sư Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, đời nhà Đường, Huyền Trang hay là Huyền Tráng cũng được, nó cũng thứ thôi. Trong cái lịch sử người thì đã họ Huyền Tráng, người nói Huyền Trang, tôi chỉ biết là xưa nay kêu Huyền Trang thì nói Huyền Trang, sửa thêm Tráng chi được ta tưởng nó hai ông. Cho nên có nhiều người học kinh lăng nhăng lại nhảy lặt vặt chỗ đó. Mà tôi nói ra thì người ta nói mình là sân si phiền não. Nhưng mà thật sự ra bây giờ kiểu như Mục Kiền Liên thì giờ tự nhiên có người sửa là Mục Kiều Liên, rồi gì đó sửa từ mạnh ai đấy sửa. Thật sự tất cả danh từ đó xưa nay chưa tiền bối dịch nó trẹo, tại vì cái tên rồi từ cái Phạn ngữ rồi qua tới cái Hán ngữ rồi tới Việt ngữ của mình thì dịch nó trẹo vậy đó mà.
Nhưng mà thôi, xưa nay mình gọi quen rồi thì cái gì mình gọi một cái thôi, rồi sửa tới sửa lui để cho người đời ta mới tu, ta mới học đạo, ta không biết rồi cái rồi ta tưởng đâu hay ông. Cho nên Pháp Sư Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư của đời nhà Đường thì ông dịch ra là Bồ Tát, có nghĩa là tự giác, giác tha, tự độ, độ tha. Có nghĩa là tự mình giác ngộ rồi độ người thì gọi là Bồ Tát, rồi tự độ mình rồi độ người, đem cái giác ngộ đó để mà giúp cho người thì gọi là Bồ Tát. Nhưng mà xưa nay tôi vẫn thích cái cách phiên dịch của ngài Kumala Thập Pháp Sư đó, thì cái chữ đại đạo tâm thành tựu chúng sanh đó thì mình thấy nó gần gũi hơn, nó dễ hiểu hơn, còn hơn cái chữ là tự giác, giác tha, tự độ, độ tha. Như vậy cái vị nào được gọi là Bồ Tát là cái người đó khởi xướng được cái lòng đại bờ từ đại bi, tăng trưởng được cái lòng đại từ đại bi đó cũng gọi là Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì có Bồ Tát Địa Tiền và Bồ Tát Đăng Địa. Nếu tôi thường nói Bồ Tát Địa Tiền là vị Bồ Tát này mới có đi tới, bước tới được cái ranh giới mảnh đất của Hiền Thánh thì gọi là Bồ Tát Địa Tiền. Rồi khi nào tu hành trải qua 50 cái địa vị, 50 cái phẩm vị đó là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập nguyện, thập hồi hướng, thập địa gì đó, 50 thập tín, thập nguyện, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, hay là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, 50 cái phẩm vị đó, tôi xin lỗi nói lời lộn xộn chút. Tôi tới cái gọi là Đăng Địa Bồ Tát đó, thì Bồ Tát này mới gọi là Bồ Tát Đăng Địa, là Bồ Tát đã nhúng sâu bước vào cái mảnh đất của Hiền Thánh rồi, là bậc Hiền Thánh rồi, thì Bồ Tát này gọi là Đăng Địa. Nếu hiểu một mặt nào đó, hiện bây giờ tất cả chư huynh đệ chúng ta cũng là Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát của mình mới Bồ Tát Địa Tiền thôi. Là có nghĩa là mình mới vừa sơ phát tâm để mà mình có cái tâm mình thương người mến vật, rồi mình có cái tâm để mình học tập, chuẩn bị một cái tư thế để mình bước vào cái mảnh đất Hiền Thánh. Thì như vậy chúng ta hiện bây giờ đều có cái tâm đó, cho nên cũng có thể gọi là Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát là Bồ Tát Địa Tiền mới đến trước cái mảnh đất chứ chưa bước chân vào. Nhưng mà vì sở dĩ có phân biệt quá cho nên là phải nói hiện bây giờ mình còn là phàm phu, mình là còn là chúng sanh, chứ thật sự là ai cũng có cái tâm Bồ Tát, ai cũng có chất Bồ Tát. Cái tâm Phật còn có, cái chất Phật còn có, hào huống cái tâm Bồ Tát. Bởi vì không có Bồ Tát tâm nào không xuất phát từ Như Lai tâm, không có Bồ Tát hạnh nào không xuất phát từ Như Lai hạnh. Hiện bây giờ vấn đề chúng ta tâm Phật cũng còn có rõ ràng được nói, chứ tâm Bồ Tát không có, Bồ Tát nhỏ hơn Phật mà. Nghĩa là cái tâm Bồ Tát nằm trong cái tâm của Phật mà. Mà tâm ta là cái hạt giống, ta có hạt giống Phật thì Bồ Tát làm gì không có. Nhưng mà tại vì cái màn vô minh á, nó che lấp cho nên nó làm cho coi như là nó thiếu vắng cái khởi xướng được cái lòng đại từ đại bi. Vậy mà chúng ta còn gọi ta là phàm phu, thậm chí ta làm những điều bất nhân thất đức, cho nên gọi ta là ác nhân thất đức, là bạc địa,
Chứ còn mà nếu mà cái màn vô minh mà ta vén cái vẹt qua rồi đó, ta có con người chúng ta có một cái sự quan hỷ, sự an vui, sự an lạc, là lạc cho mình, là lạc cho người, thì coi như là lúc đó ta là Bồ Tát rõ ràng đó. Thành ra thưa chư huynh đệ, chư Phật tử, chúng ta tu hành, nếu mà chúng ta học đạo rõ ràng rồi, chúng ta đừng có, không cần khiêm tốn, không mấy khiêm cung. Cái khiêm tốn, khiêm cung để rồi chúng ta cứ mãi thấy chúng ta nằm vùi mình trong cái dòng bạc địa không nên. Mà ta phải ngẩng cao đầu để biết rằng ta có thừa khả năng chuyển hóa phiền não vô minh, thừa khả năng độ mình, độ người để hành cái đạo Bồ Tát. Ai cũng phải như vậy, ai cũng phải chấp nhận đi trên con đường Bồ Tát. Bởi vì muốn tới cái thành tựu, cái Phật quả thì phải đi ngang qua con đường Bồ Tát đạo. Khi nào làm xong cái đạo Bồ Tát, lúc đó mới thành tựu Phật quả. Bây giờ mình không có làm xong được cái đạo Bồ Tát, ai nói đâu mình chấp đó, một lời nói ra là mình suy nghĩ trăm thứ ngàn thứ, mình tham giận si mê kiêu căng lầm lạc ích kỷ tị hiềm đố kỵ ghét ghen hờn dỗi, thì tôi hỏi các vị làm sao thành Phật được? Khi nào mà ta bỏ hết cái chuyện đó ta mới thành Phật. Thành ra tôi, chắc các tôi nói vậy thì tôi hỏi lại, nói chắc tôi đây cũng là chúng sanh mãi mãi thôi đó. Tôi cũng là chúng sanh mãi mãi, bởi vì tôi cũng là nhiều sân hận đố kỵ hờn dỗi ghen tức bực bội phiền não. Nhưng mà ta tu mà, nói như vậy nhưng mà ta tu thì ta phải chuyển hóa thôi. Mà cái người muốn có chuyển hóa được là đòi hỏi người đó phải làm sao đây? Phải có cái thời gian. Khi người ta đụng đầu ô trán, khi người ta có giới, có định, có tuệ thì tự động người ta ngồi, ta suy nghĩ, ta tư duy, ta tự buông bỏ hồi nào không ai biết. Còn tu hành mà cái gì nó vội vàng quá thì coi chừng nó dễ dàng ôm lấy hậu quả phiền não khổ đau nhiều hơn. Thì tôi mong đại chúng là chúng ta phải có cái quá trình tu tập, quá trình chuyển hóa, quá trình ý thức. Mà cái quá trình tu tập, quá trình chuyển hóa, quá trình ý thức đó thì không cách nào hơn được bằng cái cách phải nương cái phương pháp tu hành, cái công hạnh của Diệu Âm Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát này. Bởi vì xưng tán đức đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì các vị nên nhớ nó có 7 cái nạn của thế gian mà xưa nay mà chúng ta điềm tĩnh được. Đó là nạn lửa, nạn nước, nạn la sát, nạn đánh chém, nạn ma quỷ, nạn gông cùng và nạn cướp bóc. Làm sao mà 7 cái nạn này ta chuyển hóa nó đây? Xưa nay ta bị 7 cái nạn này, cho nên lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý lễ Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Bồ Tát Quán Thế Âm có tên là Quán Thế Âm? Phật bảo là do vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh đang bị chìm khổ mà nghe Bồ Tát Quán Thế Âm rồi nhất tâm xưng danh hiệu của Bồ Tát thì tất cả chúng sanh ấy đều được giải thoát. Theo cái Thủ Lăng Nghiêm thì đó rằng Quán Thế Âm Bồ Tát hiện nay đó là học trò của Phật Quán Thế Âm, đã từng học cái hạnh của Quán Thế Âm Phật trong quá khứ mà thành tựu Quán Thế Âm Bồ Tát, thành tựu ngày hôm nay mà thành tựu được Bồ Tát như thế này đó. Sở dĩ Ngài còn phát nguyện ở lại thế giới Ta Bà cũng đi dạo chơi các thế giới, chứ Ngài đã thành tựu Phật từ khuya rồi.
Ngài đã thành tựu Phật, một vị có Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài đã có cái chất Như Lai, có thành tựu bậc Như Lai, thành tựu Phật lâu xa rồi. Nhưng mà vì Ngài muốn thủ cái ngôi vị Bồ Tát để Ngài dạo chơi khắp xứ khắp nơi, nó không có bị ngăn ngại. Còn bây giờ mà đắc thành cái địa vị thủ cái ngôi vị Như Lai Thế Tôn thì coi như đầy đủ uy nghi tế hạnh, coi như bậc bậc mô phạm trong 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 vũ trụ, trong trời đất. Thành ra Ngài trang nghiêm không thể dạo chơi các cái cõi nước tự tại như Bồ Tát Quan Thế Âm được. Cũng như huynh đệ chúng ta hiện bây giờ, có khi chúng ta cũng còn sân si phiền não, có khi cũng còn chửi bới la lối, cho nên huynh đệ mình mới tự tại vô ngại đi khắp nơi khắp xứ được. Chứ còn nếu mình hiền lương, mình thuần thục, mình như một vị Phật thì coi như mình không có dạo chơi ta bà thế giới này được. Thành ra hành đạo Bồ Tát thì không có cần thành Phật. Miễn làm sao mà tự độ, độ tha, tự giác tha, miễn làm sao thành tựu cái tâm hồn rộng mở để mà làm lợi ích cho chúng sanh. Còn cái chuyện mà thành Phật không mong cầu, không chờ đợi. Cho nên trong kinh nói rằng muốn thành Phật thì phải làm xong cái đạo Bồ Tát, nhẫn những cái điều khó nhẫn trên trần đời này, vượt qua những cái khó khăn, làm thầy trời người thì lúc đó mới thành tựu được Phật. Làm xong cái đạo Bồ Tát mới thành tựu được quả vị Phật. Như vậy là tu hành để thành Phật là phải do cái kết quả, mà do cái mầm nhân của mình đã gây tạo, chứ không có kiểu mà thành Phật là do mong cầu. Thành tựu sự an vui, sự giải thoát giác ngộ không phải do mong cầu. Cho nên người nào mà nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì tất cả chúng sanh ấy đều được giải thoát khổ nạn. Xưng niệm hay nói cái khác hơn là nghe lại cái tiếng lòng quyền diệu của chính mình, nghe lại con tim mình, khối óc mình, nguồn tâm của mình. Một khi mình nghe lại cái tiếng lòng quyền diệu, con tim, khối óc, nguồn tâm của mình mà để cho nó thanh thản, nó trong như gương, nó trắng như tuyết, thì lúc bây giờ mọi khổ não chúng ta đều tự tại vô ngại mà bước chân ra đi. Bởi vì cái phiền não ta không dời nó tới, mà tự động nó tới thì tự động nó ra đi. Rồi nếu ta có dời nó tới là tại ta mời nó là khách, thì rồi nó cũng phải ra đi. Cho nên phiền não đó là khách trần. Khi vô minh đã tác động, nó hoành hành, nhưng mà khi tỉnh thức thì không tìm ra một dấu vết của phiền não. Lúc mà mình giận dữ, mình hờn ghen, mình ích kỷ, mình tham vọng, mình luyến ái, thì những cái sự phiền não nó tự động nó tràn vô, nó len lỏi vào, cũng giống như nước nó len lỏi vào đất vậy. Hễ mà đất nó mùng hoặc là đất nó xốp thì nước tự động nó len lỏi, tự động nó chui vào. Đất không hề mời, không hề mời mọc, nhưng mà nước nó tự động nó chui vào. Tâm của chúng ta cũng như vậy, không hề mời mọc phiền não, nhưng mà lắm khi nó tự chui vào, thì nó chui vào thì nó tự ra đi. Bởi vì nó luôn luôn hiện hữu trong cái chuyện sống còn của kiếp người này. Vì vậy mà người tu nó khác hơn người đời, rằng vẫn để cho phiền não nó vào, nhưng mà mình không làm chủ lấy nó. Cho nên các vị tu hành cứ việc giận đi, la lối đi rồi thôi, tối ngủ an giấc ngủ, ngủ khò. Chứ đừng có đêm đêm nằm gác trai trên trán như nè, ngủ không được, cứ trằn trọc băn khoăn, nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, nhớ chuyện nọ, khổ lắm. Mà các vị biết cái gì mình thường thấy khổ là mình phải tập buông, mình phải quán chiếu cái sự khổ đó, mình buông thì mình mới có an lạc. Như vậy thì tôi nhắc trở lại một lần nữa,
tất cả khổ vui trong cuộc đời này đều là mộng ảo. Nhưng mà trong mộng ảo đó là chúng ta phải thấy rằng nó tự động đến rồi tự động ra đi. Người nắm giữ danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì nhờ cái quái thần của Bồ Tát đó mà vào lửa không bị thiêu cháy. Lửa đây là lửa gì? Lửa đây là lửa lòng, lửa đây là lửa dục. Cái lửa lòng, lửa dục đó, mà nếu mà ta không biết tu tập, không biết quán chiếu á, trời ơi, nó đốt, nó thiêu rồi, nó đốt con người ta ghê lắm. Bệnh trần, đồi đoạn tâm can, lửa cơ, đốt ruột, giao hàng, cắt da. Câu đó của ông Như Hầu viết tuyệt vời quá. Bệnh trần, đồi đoạn tâm can. Cái bệnh của cái bên ngoài, cái trần đời này nè, nó làm cho con người hãy hùng, đau đồi đoạn, ngất đồi thôi, nửa giò chín khúc, nửa trâu đôi mài. Bệnh trần đồi đoạn tâm can. Đây là lửa cơ, đốt ruột, giao hàng, cắt da. Con giao hàng là cái con dao mà chém sắt, chém bùn của hàng tính đó. Hồi xưa hàng tính có một cây, Lưu Bang có một cây do ông Trương Lương, phải không cả? Trương Lương ông ngồi ông luyện thép, sao mà ông luyện làm được hai con dao. Mạng dao này chém sắt như chém bùn, chứ đừng nói chém đầu người. Mà lửa cơ đốt ruột, giao hàng cắt da. Cái lửa của cơ tạo hóa này mà nó đốt cả cái ruột, nó làm cho nóng bức. Mà tôi hỏi các vị, cái ruột nó nằm ở bên trong vậy mà nó nóng phừng phừng. Các vị có từng bị vậy chưa? Hội trong đại chúng đây có từng bị chưa? Bị có khi nhiều lúc trời lạnh giá mà con người thấy trong lòng đó, nó nóng phừng phừng. Chứ phải chi trời nóng thì con người nóng không có. Có khi trời lạnh mà ta vẫn sức mồ hôi khi nghe một cái hung tin gì đó, chúng ta giận dữ điều gì đó, chúng ta vẫn sức mồ hôi như thường. Vẫn trong ruột, trong dạ, trong bộ đồ lòng mình nó nóng cháy. Ta gọi là nóng cháy gan, cháy da. Nên lửa cơ đốt ruột mà giao hàng cắt da. Gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, ngắm thân phù thế mà đau, bọt trong biển khổ bèo đầu bến mê. Mùi tục lụy tái tê tân khổ, cùng thế đồ lỡ gót kỳ khưu, sống còn cửa biển nhấp nhô, con thuyền bào ảnh lô xô gặp gần. Những cái câu hồi xưa của ông Như Hầu viết hay quá các vị. Như vậy tôi trở lại lửa đây là lửa lục, vô lửa dục, là lửa lòng. Hay ai mà quán chiếu được cái âm thanh màu nhiệm của cuộc đời sôi rỗi vào âm thanh định tĩnh trong sáng của nội tâm thì hai cái này nó trở thành huyền diệu, còn gọi là diệu âm Bồ Tát, rồi thêm một bước nữa là quán thế âm Bồ Tát, rồi sau này còn phạm âm, hải triều âm, thắng mỹ thế gian âm nữa cơ. Đấy, cái đức Phật mình nói là thử phương chân giáo thể Phật xuất ta bà giới thanh tịnh tại âm văn. Cuối cùng đức Phật mà ra đời cái thế giới ta bà này, ngài thanh tịnh được là nhờ cái âm văn. Cho nên tại sao học hoài không hết rõ nghĩa được cái âm văn hay là cái quán thế âm này, hay có chữ âm là sâu sắc lắm, sâu sắc âm này là âm văn, cái âm bên ngoài cũng như cái âm, cái tiếng huyền diệu của nỗi lòng mình. Như vậy thì một khi mà mình nghe trở lại cái tiếng huyền diệu của lòng mình thì lửa lòng, lửa dục nó không có thiêu đốt. Chứ không phải lửa đây là đưa cái tay vào lửa đỏ, lửa cháy chọc vô đó thì niệm Quan Âm Bồ Tát không cháy rồi. Nói kinh Phật nói láo không phải tội à. Đừng có làm tầm bậy rồi nói kinh Phật nói vậy à. Không có Phật nào mà nói cái kiểu khùng điên vậy. Mà lửa đây là lửa lòng.
Rồi cái nạn thứ hai là nạn nước, nhưng mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rồi đó thì vào nước, nước không nhận chìm, đã không nhận chìm mà còn đưa tới chỗ cạn. Nước đây là nước ái. Nước ái mà ngài Tệ Trú Thượng Sĩ có nói là sông yêu bọt nước mất còn đâu, thời tiết xoay vần xuân đến thu, cái già sòng sọc đáp lên đầu, cái thời tiết nó xoay dần đó. Bên đây cái mùa thu bên đây là hiện bây giờ mà tôi ở bên Mỹ là nó rõ ràng lắm. Tự động các cây nó đều phải chấp nhận bằng lòng với hoàn cảnh, với khí hậu, với môi trường, bằng lòng tự động nó rụng, vàng lá vàng tự động nó rụng. Cứ tới ngày này là các cây nó đua nhau, nó rụng lá để nó đi ngủ. Tôi gọi là đi ngủ. Hả, cứ nhóm có cái vị lạnh, cái hương vị lạnh là tự động các cây nó tự động nó phải chấp nhận buông lá thôi. Hay chỗ đó, hay chỗ đó. Rồi bắt đầu nó qua tới cái vị ấm, sau khi buông lá xong rồi nó vừa qua cái vị ấm thì các cây nó tự động nó đâm chồi sinh sôi nảy lọc. Con người của chúng ta cũng vậy. Một khi mà con người chúng ta mà có những lúc phiền não, nhiễm ô, nhưng mà một khi mà nó chán chường, một khi mà nó ê chề, một khi nó não nề rồi, con người dễ tu hơn con người mà sống không có chuyện gì xảy ra, không có giai đoạn thăng trầm bỉ cực, thì con người khó tu lắm. Nó phải có những cái giai đoạn thăng trầm bỉ cực thì con người mới có một cái sức mạnh. Cho nên địa di mộc, di cố, di cương, gian nan giả, di trợ ngã giả, di khố ngã giả giả. Hay cái đất nó càng chai á thì cây nó càng cứng. Và cái gian nan á, thật sự nó không phải làm cho ta chùng bước được đâu. Đối với người trí, cái gian nan không có làm cho người trí chùng bước, mà phải tiến mạnh, tiến mạnh. Chứ còn nếu mà chùng bước á thì coi như là bọn thiên ma sàm sở, bọn phiền não ma, bọn chứng duyên nó vỗ tay nó cười. Bọn này nó luôn ẩn nấp ở phía sau, nó vỗ tay nó cười vì nó chiến thắng được. Cho nên đối với mình là phải là cái trang tập học đòi theo trang hiền triết, học đòi theo đấng trượng phu, để mà chúng ta thẳng tiến, thẳng tiến về bảo thành, về bảo sở của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta đi trên đoạn đường này rồi, chúng ta lui cũng không được đâu. Có nghĩa là chúng ta quyết định tìm cái lý tưởng giải thoát giác ngộ thì chúng ta phải thẳng tiến, phải vượt mọi cái chướng ma. Chướng ma trong đó có tử ma, phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma. Vượt qua bốn cái thứ ma này. Tu hành mà nhiều người cứ sợ ma. Tôi nói mạnh ai nấy sống chứ, nếu có thế giới đó cũng mạnh ai nấy sống. Hồi sống người ta còn không làm gì mình được, bây giờ chết rồi còn cái hình, còn cái bóng ma, gọi là bóng đen gì đó, sợ là sao. Cho nên tất cả đại chúng này nghe là tập, giàu có cũng không sợ. Bởi vì mạnh ai nấy sống, như tôi nói tuần trước, cái bài trước đó là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này, mạnh ai nấy sống, sống đúng luật, là không ai sợ ai hết, không ai hạ hiếp được ai hết. Cho nên bên này được cái chỗ là không có sợ quan ức nha. Bên đây mà ai mà bị quan ức rồi bị bắt rồi quan ức rồi, trời ơi, kiện tụng là ta nuôi cả một cuộc đời. Mà không có phải mà bên đây mà chưa có biết cái gì mà đi bắt vội bắt vã người ta đâu. Muốn cái gì nó phải có FBI, người ta theo dõi, người ta nghiên cứu, người ta quyết định tuyệt vời lắm, chứ không phải mà sống một cái rừng lực như các nước nghèo đói đâu. Cho nên sẽ nghĩ văn minh là nó vậy đó. Mấy bữa nay thì tôi thấy trên mạng có người đó, nó dường như nó không có thích cái Mỹ mình, không thích cái người mà ở ngoại quốc hay sao, người hải ngoại, người phương Tây
dân tộc phát triển, ở cái đất nước phát triển, thì anh cảnh sát nọ anh là anh bắt anh trói cái anh ngồi tàn tật trên xe lăn, thì trong cái hình quay là anh cũng dùng súng anh đưa ra, anh biểu anh kia phải đầu hàng. Rồi cái người comment đó, người góp ý vô, nó nói cái nước văn minh mà cũng không tha cho người què ngồi trên xe lăn nữa. Nói vậy là tôi biết cái người này nó không biết con khỉ khô gì rồi. Dầu là cái thân tật nguyền, cái giò què ngồi trên xe lăn, nhưng mà quý vị nhớ là đất nước này đất nước bom đạn mà. Anh có thể giấu bom ở trong người anh tự sát. Anh có thể ngồi như vậy mà anh vẫn nhét heroin, anh đi buôn bán được mà. Mà cảnh sát nó làm việc rất rõ ràng, hay nó đưa súng ra thì nó bảo phải đưa tay đầu hàng, cho nó trói là đi cái đã, rồi nó nói gì nói sao. Mà trói đây là không hề đánh đập gì, nó trói nó mời về đàng hoàng, nó điều tra đàng hoàng, chứ không phải mà trói là về rồi đánh đập người ta, hành hạ người ta. Cho nên cái tuổi trẻ có nhiều người ý thức được, mà có nhiều nhiều người gì mê cái tư tưởng coi như nó nhét trong đầu, nó nhồi sọ trong đầu xưa nay rồi, thành ra không có nhìn xa trông rộng. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi phản quốc hay là tôi bỏ xã hội chủ nghĩa, tôi có tính đó. Dù gì cũng là nơi chôn nhau cắt rúng, nơi ông bà cha mẹ mình đang ở đó mà, anh em dòng họ tổ tông đệ tử đệ tôn chùa chiền ở đó mà. Mình phản quốc mình được cái gì mà mình phản, mà mình nói được cái gì mà mình nói. Nhưng mà ý của tôi cũng có lời kêu gọi, nên biết thì thưa thốt, không biết thì giữa cột mà nghe. Rồi mình tập nhìn, tập nghe cái sự phát triển của cái nhân loại, của một cái đất nước mà gọi là đầy đủ thành phần trí tuệ. Người Mỹ nó nước Mỹ này nó đặc biệt lắm à. Ai mà có trí tuệ trên thế giới, nó thấy người nào có trí tuệ là nó bỏ tiền nó mua hết. Thành ra tại sao nước Mỹ nó văn minh, nó bỏ tiền nó mua hết, mua hết cái tinh hoa, cái khối óc của những người có trí tuệ. Rồi những người có trí tuệ đó chết nó lấy cái gen nó cấy, ghê lắm các vị ơi. Đất nước Mỹ nó văn minh, điều cái gì nó cũng vậy. Cuộc đời này mà hãy thông minh lắm thì bị thông minh hại, hãy thông minh thì bị thông minh hại. Vì thông minh quá cho nên có nhiều khi cái cũng bị ngược lại, cũng bị hậu quả thảm thê bởi cái chất xám đó. Cũng như cái vùng đất của Nga Xô ngày xưa đó, cái chỗ mà chế bom nguyên tử bây giờ không ai dám tới đó mà ở, bởi vì không biết nó còn nó nổ lúc nào. Thì thông minh là bị thông minh vậy đó. Ông trời ông cho con người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà nó cũng có cái gì đó để ông nói ông trời là không có trời nào. Ý tôi nói là nói theo thế gian vậy, cái gì đó để lấy lại. Cũng như con mèo, con mèo nó thích ăn cá, nhưng mà nó không thể nào lội xuống nước nó bắt cá. Chứ nếu con mèo mà nó ăn cá mà nó lội xuống nước nó bắt cá nữa thì con cá nào chịu nổi. Quý vị thấy nó trên bờ nó lấy cái giò nó khiêu không đã là mệt mỏi, mấy con cá nó bực bội với con mèo rồi. Mà nếu mà vũ trụ trời đất mà xanh mà cho con mèo mà nó biết lội nước nữa thì tôi hỏi các vị ai chịu nổi, con cá nào chịu nổi. Cho nên cái sự sắp đặt phơi bày của vũ trụ trời đất đó tuyệt vời lắm. Có những cái nó không thể để cho triệt hạ lẫn nhau được, nó cũng phải cho sanh sản. Nhưng mà cái ác đó thì nó sanh sản nó giới hạn. Con mèo ăn cá vậy chứ phải cá được cá khi nào cá lên bờ, cá nằm ở trong rọ, cá nằm ở trong rổ, cá nằm ở trên thớt, cá treo, cá để trên bên bàn thì con mèo nó mới ăn được. Chứ không cách nào nó nhảy xuống nước nó bắt cá được hết trơn. Con mèo nào mà nhảy xuống nước bắt cá, ai mà nuôi mèo mà tập con mèo mà nhảy xuống nước bắt cá, lặn xuống nước bắt cá được đó là coi như là cái người này là số 1. Số 1. Cũng như các vị thấy con trâu thì nó lội nước, nó nằm dưới nước, chứ con bò có bao giờ mà nó nằm dưới nước ở đâu.
Rồi trời đất sắp xếp sinh ra cho con cọp đó, thì nó đâu cách nào nó trèo cây được. Quý vị thấy không? Con cọp, con gấu mà nó trèo cây được thì còn con vật nào có thể sống nổi. Con khỉ, con vượn rồi nó chuyền cành, nó hái trái, nó trèo cây. Chứ còn con cọp, con mèo, con gấu sao trèo cây được. Sư tử, những loại vật vậy mà nếu nó trèo cây thì con nào sống sót được. Cho nên trời đất vũ trụ vẫn sanh ra, vẫn tạo ra cho những cái loài vật dữ dằn, hung tợn, nhưng mà không có cho nó tồn tại số đông. Mà tại thông thường mình không biết á, thì mình cứ tưởng đâu là con vật nó tấn công con người, chứ thật sự á, con người mình tấn công con vật. Mà con vật thì nó không có cái ý tấn công con người, nhưng mà nó bảo thủ. Nó bảo thủ cho nó thấy người gần nó thì nó như con rắn thì nó, cái đầu của nó chu ra nó mổ tới vậy thôi, chứ thật sự nó đâu bao giờ mà cắn ai. Chẳng qua là mình nó bảo thủ cho nó, cho nên cái đầu của nó mổ tới như vậy. Hay là con sâu, con bọ, con rít, con những con vậy đó, thật sự ra nó cũng đâu có hại cho ai, mà do vì mình đụng nó cho nên nó bảo thủ, nó mới cắn mình, nó mới nhả cái nọc độc nó phun mình. Con ong con này kia cũng như vậy. Sự thật là do mình tấn công nó, chứ không phải nó tấn công mình. Cũng như con cua tự nhiên vô cớ nó kẹp mình à. Mình đụng nó mới kẹp, nó kẹp nó chấp nhận nó bỏ càng. Tôm tự động mà nó nhảy nó búng mình à. Không, mình đụng nó mới búng mình, vân vân. Thì như vậy tôi trở lại cái vấn đề, cái tôi đang nói cái nạn thứ hai của chúng sanh thường gặp, đó là cái nạn sông ái, sông mê mà biển ái. Sông ái dài muôn dặm, hay là ái hà thiên xích lạng, khổ ái vạn trùng ba. Cái khổ ái vạn trùng ba, cái sông ái nó dài không có cái ngần lối, dài muôn dặm, nó len lỏi tình ái, tình thân, tình ái, giống như cái mạng lưới thiên la địa võng, nó phủ trùm, cho nên thân la ái võng cùng miên bôn tẩu du phong trần, tâm trục thể ba cách nhật trầm luân du nghiệp trước. Cái tình thân tình ái nó quanh năm nó làm cho con người mình bôn tẩu du phong trần. Vậy mà chư lịch đại tổ sư nói là sông mê biển ái nó dài vô tận, khổ hải là cái biển khổ. Vạn trùng ba, nó sống trùng, nó làm cho nó nhấn chìm không biết bao nhiêu người bởi vì cái tình thân, tình ái. Nhưng mà tại tổ sư hay trong đó ngày tại Trung Thượng Sĩ, nó thời tiết xoay vần xuân đến thu, cái già sòng sọc đáp lên đầu. Nếu mình quán chiếu được con người mình nó một ngày nó mỗi một lớn, một ngày nó một già nua, một ngày nó một mất đi, cái già sòng rạp đáp lên đầu, thì thấy rõ thêm một chút nữa là giàu sang nó lại trơ càng mỏng. Cái giàu sang kia nó càng trơ trẽn, nó càng hái hùng, nó càng mỏng ảo. Giàu sang nó lại trơ càng mỏng, nói gì nữa cả. Cái bài khuyến thế chứng đạo của ngài Tây Thượng Thượng Sĩ đó, thời tiết xoay vần xuân đến thu, cái già sòng sọc đáp lên đầu, giàu sang nó lại trơ càng mỏng. Sông yêu bọt nước đó, bây giờ nó muốn khùng mà nó khùng vậy đó. Thời tiết xoay dần xuân đến thu, cái già sòng sọc đáp lên đầu. Cái này của Thiền sư Thanh Từ dịch, giàu sang nó lại trơ càng mỏng, năm tháng mang theo chất học sầu. Vậy mà mình mang cái tháng năm theo người mình, để mình ôm một cái cục, cái khối, cái hộp học. Năm tháng mang theo chất học cái hộp ô, năm tháng mang theo chất học sầu. Nếu khổ dành xe lăn lóc mãi, sông yêu bọt nước mất còn đâu. Sông yêu là cái sông ái đó,
cuối cùng rồi á, cái dành xe, cái nẻo khổ kia nó cứ nó lăn lóc hết cái đoạn đường này tới cái đại lộ nọ, tới cái xóm làng làng mạc kia, nhưng mà chẳng không qua nổi cái tình thân tình ái, cho nên sông yêu bọt nước cuối cùng rồi cũng mất chứ có còn đâu. Cho nên tổ mới bảo là trường đời nếu chẳng sờ lên mũi, nếu mà ở ngoài đời cái cuộc đời dài nè mà không rờ sờ được lên cái chóp mũi mình đó thì gì đó, đó cái tự nhiên điên nữa đó. Trường đời nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn thở nhân duyên, không quên rồi, tự nhiên quên ngang. Không có cố tình nói bài này. Trường đời nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn thở nhân duyên chỉ bóng màu. Nếu mà mình không có sờ lên lỗ mũi, không có mà quán hồi, không có nghĩ tới, thì cái nhân duyên nó qua rồi, dù có ngàn thở đi nữa nhưng mà nó chỉ là cái hình bóng thôi. Như vậy thì tôi trở lại vấn đề là chúng ta làm sao nghe được cái tiếng lòng quyền diệu của mình, để rồi mình có bước qua cái sông ái, nó cũng không nhận chìm mình. Thậm chí nó không nhận chìm mình mà nó còn đưa mình tới cái chỗ cạn. Có nghĩa là cái tâm của mình nó rũng, nó đoạn, thì bây giờ nó bồi cho nó bình lặng, nó bằng khoảng. Còn cái sở dĩ cái tâm mình mà nó bất bình, bất mãn, bất như ý, cho nên nó mới làm cho cái con người mình nó có lũng đoạn, nó có lỗ, có hang, có ngóc, có ngách. Còn tất cả cõi Phật nào cũng đại địa bằng phẳng, đất bằng lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, sang châu, ý nói rằng đẹp đẽ cái tâm hồn. Còn mà cái tâm mình mà, cái đất mình mà, đất tâm mình mà nó có nó lũng đoạn, nó làm cho gò nóng, hầm hố, trong gai đó, thì đó là cái tâm của đang ở cõi thế giới ta bà. Thành ra bây giờ mình làm sao mà tu hành, mình đừng có cho nó cái tâm mình mà nó lũng đoạn, đừng có cho tâm mình mà nó hầm hố, trong gai. Ôi mà cái này hay lắm các vị ơi, tôi giảng mà tôi không biết tôi nên nói hoài để cho các vị nghe, để mà cho nó thấm tuyệt vời. Cho nên niệm Bồ Tát, Bồ Tát vào nước, nước không nhận chìm mà được vào chỗ cạn. Đi thuyền tìm châu báu trong biển lớn, bị lạc vào nước La Sát sẽ được thoát khỏi nạn quỷ ấy. Nước La Sát, nước La Sát nghĩa là nước sát hại. Tới một cái đất nước gọi là sát hại quỷ La Sát. Quỷ này chuyên ăn thịt người, nghĩa là không, mà thật sự chưa thấy con quỷ đó nghe, tôi không có mà ý nói cái gì đây. Rồi cũng niệm Bồ Tát, Bồ Tát thì sắp bị dao gậy đánh chém, thì dao gậy kia bị gãy từng khúc. Có những cái cơn giận dữ định cầm dao giết người, nhưng mà khi lắng lòng lại nghe cái tiếng lòng quyền diệu của mình, tự động dao gậy mát nó gãy từng khúc. Nhiều tuồng cái lương hát hay đưa gươm lên định giết người rồi, định dung gươm giết rồi, nhưng mà tự động nghe là cái tiếng lòng quyền diệu luyện gươm đó, giống như Trần Minh Khu Chuối mà lúc mà cái công chúa Quỳnh Nga mà tới tìm tiểu thư gì đó, thơ gì mà vợ Trần Minh đó tự nhiên quên rồi. Lại nói giờ cha nàng phải chọn một trong hai, một là phải nhường chồng nàng cho ta, hai là chọn cái chết. Thì bà Thanh Nga đó, bà mới xõa tóc, và lúc đó tôi xin nhớ cái hình ảnh tấm đẹp, bà xõa tóc, bà nói dạ xin với tiểu thơ, xin với công chúa, tôi xin chọn cái chết. Bà chọt cái gươm lên, bà nói chết. Thì bà kia bà nói dạ tôi chấp nhận bằng lòng, chứ tôi không thể bỏ chồng tôi không thể bán chồng tôi. Cuối cùng bà liên gươm một cái rẹt. Ôi trời ơi, sao mà nhà ngươi quá trớn vậy. Quá trớn vậy.
Nghĩa khí của người xưa là vậy. Ta nhớ cái thời tắm mẳng, ta không có phụ ơn, phụ bạc, phụ nghĩa, phụ tình. Mình ngày nay thì có khi chồng vợ đang thuận trên thuận dưới hòa, chồng vợ chồng con đề quề vậy, vợ chồng thương yêu vậy, nhưng mà vì cái quyền lợi cũng có thể thôi nhau như chơi, không có nghĩ tới cái đời sau. Thì tôi hỏi các vị đó, thì cái đó là cái nạn dao gậy đánh đáo, đánh chém với nhau. Chém đây là chém từng từng đoạn sầu đoạn đoạn. Địch Lan ơi, từ khi cất bước ra đi, thiếp phản hồi cố quốc, mà lễ sĩ mi của thiếp là đẫm ướt khăn hồng. Nhớ Địch Lan mà sầu đoạn đoạn, can trường thống thiết lễ thiếp mi. Tâm ái là vậy, tâm mà dao gậy đánh đá, nhớ mà sầu đoạn đoạn. Sầu cái gì đoạn đoạn, mà để can tràn. Mà đó là đọc can tràn thấm thiết, tràn cái gan mà nó nổ ra, nó tràn dịch ra. Can tràn thấm thiết lệ si mi, nước mắt mà nó chảy, nó ướt hết 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 cả áo quần. Rồi một cái nạn nữa là khỏi bị dạ xoa la sát làm hại, thậm chí chúng cũng không dám ngó nhìn. Dạ xoa la sát, thật ra đây là những cái con mình cho là những cái con ngạ quỷ, mà sự thật chữ ngạ hay là nó khác là chữ ngã quỷ đó, chứ không phải ngạ là đâu. Chữ ngạ hay nó khác là chữ ngã. Cái lòng mình nó tham lam, nó dục vọng, nó ác độc khôn cùng, mà nó phiền não, nó đấu đá, nó chiến tranh. Một khi mà cái lòng mình lắng lòng lại, mà có cái âm thanh màu nhiệm rồi đó, thì tự động cái sự, cái lòng của xấu xa đê tiện ngạ quỷ đó, nó coi như là nó phải nó buông bỏ. Nó buông bỏ nó ra đi, mà nó không dám nhìn. À, cảm ơn Ngọc Trung Trạch. Can tràn là gan ruột thấm thiết là xin miệng. Tôi nói theo kiểu bình dân vậy mà. Lâu lâu rồi muốn nói chơi rồi, nói theo kiểu người quê dốt rồi, học chính tả nó không có chuẩn bằng các anh nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư đồ vậy đó. Thật ra nhiều khi tôi nói theo kiểu bình dân chơi cho nó vui vậy, cho mấy người bình dân nghe vậy mà. Rồi, một nữa cái nạn là bị xiềng xích gông cùng. Điều có tội hay không, xiềng xích gông cùng thái điều đứt rã. Cái này là phải có quá trình tu tập quán chiếu. Bởi vì tánh tội vốn không do tâm tạo. Tâm nếu diệt rồi, tội sạch trong, tội trong tâm diệt, cả điều không. Thế ấy mới là chân sám hối. Bởi vì cái gông cùng xiềng xích ai trói mình? Trần đời đã trói mình khi mình có tội gì đó đối với luật pháp quy định. Còn mình trói mình bởi trong vòng danh lợi tình tiền, trong vòng tài sắc danh thực thì tự mình cầm dây mình trói mình. Tự mình trói buộc mình bởi cái danh vọng, tự mình trói buộc mình bởi cái quyền lợi, tự mình trói buộc mình bởi cái lợi lộc, tự mình trói buộc mình bởi cái nhan sắc, tự mình trói buộc mình bởi cái ăn mặc ngủ nghỉ. Tự mình trói mình chứ ai trói mình đâu. Tự mình trói mình. Cho nên nếu mà mình mà niệm Bồ Tát Bồ Tát rồi đó, quán chiếu tiếng lòng màu nhiệm rồi, thì những cái sự trói buộc nó không còn nữa. Hơn thua cái gì mặt đẹp ai coi. Hồi xưa tôi nói thật các vị là hồi nhỏ tôi phái mặt đẹp lắm mà nghe. Trời ơi, mặt phải ủi á, mỗi lần mặt phải mỗi lần ủi. Cũng bởi mấy cha thầy chùa trẻ của tôi hơn thua mà. Hồi đó tôi nhớ có mấy cha thầy chùa trẻ, mà bây giờ tôi nghe nói nó có chùa lớn ở Trà Vinh nè. Mỗi lần nó giặt đồ là mỗi lần nó ủi.
mà nó ủa nó mình mặt nhăn cái nó chê nó nói trời ơi con người gì mà xấu mà còn là còn còn không biết sửa soạn chút để cho xấu thêm, con người gì mà không biết không 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 siêng năng ủi đồ, nghe nó nói vậy cái rồi mình cũng phải chạy theo nó, thấy nó ủi đẹp quá rồi mình đi chung với nó rồi cái rồi rồi mình nhăn nheo mà nó nói thôi đừng đi chung tôi nhăn nheo con người đã xấu mà mặc đồ nhăn nữa thì nó đi chung tôi nó ố cái rồi mình cũng phải chạy theo nó. Chạy theo nó cho nên mình phải ủi đồ. Trời Phật ơi, tới bây giờ tôi hiểu rồi cái chuyện ủi đồ nó không có nhầm gì đối với lý tưởng giải thoát giác ngộ hết đó. Phật tử nó không phải thấy gì, thấy cái đồ đẹp mà nó lại mình, nó cung kính mình đâu. Bây giờ tôi thấy mặc dễ thường, dễ rách, dễ cũ kỹ mà nói đúng chánh pháp. Con người có cái chất từ bi hỷ xả trong người rồi đó. Trời đó Phật tử nó cung kính một cách chân thành. Để nó học hỏi đạo lý. Còn bây giờ mà thứ thầy chùa mà ăn mặc cho đẹp, để mỗi lần mặc mỗi lần ủi đó, toàn là phi đạo đức, toàn là lè lẹt cái hình tướng bên ngoài. Miễn làm sao mà mình đừng có quá dơ. Bởi vì mình thầy chùa mà dơ quá đó, người ta không dám gần, nghe cái mùi hôi thì chịu không nổi. Còn đừng có chơi mà có cái ông thầy, trời ơi, có cái ông thầy nó ở cây lạy Tiền Giang, ông nội ơi gần cha này nó còn chết nữa. Nó xịt cái dầu thơm, cái gì mà nó xịt muốn bưng lỗ mũi, gần nó là coi như là cái người nào mà dị ứng là có thể ngã ra mà chết giấc. Còn có nhiều người dơ thì dơ, không thể tưởng tượng sao trời đất xây dần cái cuộc đời này con người sao nóng ai giống ai. Mà thầy chùa mà dơ quá coi cũng không được, mà xịt dầu thơm thì là phạm luật đó nha, phạm giới đó nha. Thơm vừa vừa thôi chứ thầy chùa mà thơm mà đi ngang người ta nghe cái mùi muốn bưng cái lỗ mũi. Chơi cái quái gở gì mà nó mua cái lỗi dầu gì mà xịt, trời Phật ơi. Thôi thôi, ở Việt Nam tôi có thầy chùa cây lạy, tôi xin giấu tên, cũng gần 50 rồi chứ đâu trẻ nữa đâu, cũng thượng tọa rồi đó, mà cái ăn mặc xịt dầu thơm nội chịu không nổi. Cho nên thầy chùa đừng cho quá dơ, mà cũng đừng quá thơm tho bóng bẩy. Thơm tho bóng bẩy thì để người đời người ta làm, dơ quá thì cũng không được. Cho nên mình sao mặc ấm thì thôi, mặc sạch thì được rồi. Cho nên người tu nó khác hơn người đời chỗ đó. Nên hồi đó tôi bị mấy thầy chùa nhỏ mà nó làm cho tôi bị cuốn lôi theo, mà đó là mỗi lần mặc, mỗi lần giặt, mỗi lần ủi. Thậm chí một ngày mặc 2-3 bộ đồ. Bây giờ tôi thấy mấy thằng thầy chùa trẻ của tôi đó, mấy thằng mà chạy theo như vậy, bây giờ tôi cũng nói thiệt, nó cũng không ra đám ôn gì. Nó cũng núp bóng từ bi. Cho nên tôi nói mấy anh em trẻ, mình là chùa, miễn làm sao cái lòng mình nó thanh tịnh, cái lòng mình nó cao đẹp, nó có chất thương người mến vật, nó có chất để mà tự độ độ tha là quý rồi. Rồi đời các vị cũng vậy, hiếu thảo với cha mẹ, ăn ở thuần thục hiền lương nhân đức, dạy dỗ con cái, thương người mến vật, như vậy là good rồi. Vậy là tròn cái nhân phẩm của đạo làm người và tiến lên làm trời, làm Phật. Còn mà mấy cái đó mà làm không xong mà đòi thành Phật, thành trời, đó là coi như là cái người không có học đạo. Dục tu tiên đạo thì dục tu Phật đạo thì tiên tu thiên đạo, nhân đạo. Muốn là tu cái đạo làm Phật, muốn làm Phật thì phải trước hết là phải tu cái đạo làm người, đạo làm trời, đạo làm tiên cái đã. Cho nó tròn thì tự động Phật đạo nó tới. Thôi hôm nay giảng nhiều đó hết giờ rồi. Kể học hoài, học cả đời đâu có hết. Tôi xin nói các vị là quan hỷ là từ cái phẩm này là tôi chưa có soạn giáo án, nghĩa là tôi chưa có đánh máy chữ ra được nha. Cho nên các vị thông cảm cho tôi vì cái tay tôi nó đau,
nó đau, cho nên lúc này tôi không có đánh mấy chữ nhiều được. Thành ra từ cái phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát này là tôi ít có cái bài để đăng giảng nói nhiều hơn đăng bài viết. Nhưng mà dĩ nhiên tôi cũng phải viết là cái ý để cho nó rồi cái bộ kinh Pháp Hoa này. Nhưng mà bây giờ tôi phải chờ đợi qua cái lễ an vị Phật tại chùa Bảo Quang hay đã, thì tôi mới có thể viết luận tiếp. Thứ năm tôi vẫn giảng cho các vị xong rồi tôi mới ra phi trường để qua lại chùa Bảo Quang 2-3 tuần gì bên đó, rồi đi giảng ở Michigan. Ai ở Michigan thì ngày 18, 19, 20 tháng này tôi giảng ở Michigan. Thôi, chúc lành các vị, chúc các vị luôn luôn bồ đề tâm kiên cố, học đạo và phát tâm tu hành đúng chánh đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.